Đây, dạo nước uống của shop Hồ Hèo, bé Thu Hèo đang chờ rồi. Chủ nhà xuống lấy nước. Đây lại gần hơn nha mọi người nè, ở Best Shop Hồ Hèo đối diện. Người mình đang đứng ở phía góc B2M2 đối diện với lóc đối diện với lóc phú bê lóc là đây gần hơn lắm nè. Đây này, góc này gần hơn nữa nè. Ok. Chủ nhà kêu nước thì đang xuống để lấy nước một cửa lên nước vô trong. Tại chủ nhà kêu để đó chứ chủ nhà chưa xuống liền á, mới để đó chứ thường là giao vô tới nhà rồi nha, ginh vô nhà cho khách luôn rồi ginh lên căn hộ. Nên là khách dặn là kêu cứ để đó cho khách rồi. Khách tự xuống tự lên vô rồi mới để đó. Đây, người mua nước đã xuống. Mà Best Shop Hồ Hèo thì nằm ngay đường LK3 với lại cái đường L1 nè. L1 LK3 L1 LK3 nước giao vô. Nãy xuống nhanh tí bên mình kinh vô giùm luôn, thường là kinh vô tận nhà hoặc là lên tận căn hộ luôn. Đường này đường ra ngoài đầu chí thì có mấy bạn vào nấu tới là mấy bạn làm hết cho mình luôn. Trời đang bắt đầu chuyển mưa quá trời. Lúc này đứng nhìn trực diện gần hơn. Thank you.
Ok. Từ máy bé thuộc heo với nhà khoa đi ra phía ngoài từ lập chí đi phía ngoài nè đang xây dựng lập chí là một trên là cả ba đây là cả ba có trường học có bò đầy cổ bạn gái nè có bún bò có cà phê hôm cà phê các kiểu vừa rồi. Ok, chào hẹn lại mọi người video sau, nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ chí xì tiền dừa và xì tiền. Bye bye.